Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Tết đã đến gần rồi đó các bạn. Trong số những món ngon ngày Tết thì không có món nào có thể thay thế được vị trí đặc biệt của bánh chưng, bánh tét, món bánh truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, vừa ngon vừa mang nhiều ý nghĩa. Đó là sự biết ơn trời đất, cầu mong một năm mới may mắn, ấm cúng, sung túc và bình an. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cách gói bánh tét rất dễ, ai cũng có thể làm được những chiếc bánh tét ngon và đẹp cho dịp Tết này nha. Nào chúng ta cùng gói bánh cho vui nha. Để gói bánh tét các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Trước tiên mình sẽ vo nếp thật là sạch. Vo khoảng 3-4 nước nha các bạn. Xong rồi mình cho vào nếp một muỗng canh muối trộn lên. Cho vào đây 2 lít nước. Mình sẽ ngâm nếp ở đây khoảng 8 đến 10 tiếng hoặc ngâm qua đêm. Tiếp theo mình cũng vo sạch đậu xanh. Cho vào một muỗng canh muối luôn. Cho 1 lít rưỡi nước vào ngâm từ 8 đến 10 tiếng hoặc ngâm qua đêm. Lý do mình cho muối vào ngâm trong lúc này á, để nếp và đậu không bị chua trong quá trình ngâm lâu. Như vậy sẽ bảo quản bánh được lâu hơn đó các bạn. Kế tiếp đến phần thịt, mình cho nước sôi vào nồi. Cho vào một muỗng cà phê muối. Cho thịt vào chần trong 2 phút để thịt được sạch. Đồng thời cho nó săn lại, sẽ dễ cắt hơn đó các bạn. Trước khi chần các bạn cũng nhớ rửa thịt sạch với muối và giấm nha. Mình gói đòn bánh dài 20cm á, nên mình sẽ cắt thịt ra thành từng miếng. Độ dày khoảng 2cm. Độ dài thì khoảng 17cm. Độ dài của thịt đó thì tùy thuộc vào độ dài của đòn bánh nha các bạn. Muốn gói đòn dài hơn thì mình cắt thịt dài hơn nha. Hoặc có thể nối thêm vào cũng được. Các bạn nên chọn thịt ba rọi mỡ nhiều, sẽ béo và ngon hơn nha. Mấy cái miếng vụn này mình sử dụng luôn để gói đòn nhỏ ha. Mình cho thịt qua tô ướp luôn nè. Cho vào nửa muỗng canh muối, một muỗng canh rưỡi nước mắm, một muỗng canh đường, hai phần ba muỗng canh tiêu. Mình sử dụng tiêu sọ hoặc tiêu đen cũng được, và nhớ rang lên cho thơm ha. Mình để khoảng 3-4 giờ cho thịt nó ngấm ngon, hoặc có thể để qua đêm cũng được. Nhớ là cho thịt đã ướp vào ngăn mát để bảo quản nha các bạn. Để tạo màu xanh đẹp cho bánh, các bạn có thể dùng lá dứa hoặc lá bồ ngót. Hiện mình không có lá dứa tươi nên mình dùng lá dứa đông đá nha. Mình sẽ rửa sạch rồi cắt nhỏ lá dứa ra. Mình dùng máy ép chậm để ép cho tiện và lấy được nguyên vẹn nước cốt lá dứa. Các bạn hoàn toàn có thể dùng cối sinh tố xay nhuyễn rồi vắt lấy nước nha. Đậu xanh sau khi ngâm qua đêm, mình đổ ra rổ cho ráo nước. Còn lại thì mình cho hết vào nồi. Cho thêm vào một muỗng cà phê muối, trộn lên. Cho nước vào để nấu, mực nước qua khỏi mặt đậu khoảng 1 phân rưỡi là được ha. Nấu đậu với lửa vừa. Khi đậu sôi lên khoảng 7 phút á, thì mình hạ lửa nhỏ và đậy nắp lại cho đậu chín mềm nha. Khi đậu chín, các bạn tán nhuyễn lúc còn nóng cho dễ ha. Xong rồi mình chờ nguội một chút rồi mình nắn nhân luôn nha. Mình dùng màng bọc thực phẩm này nắn cho dễ nha. Cho đậu xanh vào dàn đều ra. Cho thịt vào giữa. Cuộn lại và xe hai đầu. Cân chỉnh và vuốt cho nhân nó tròn đều nha. Và các bạn tiếp tục làm như vậy ha. Mỗi viên nhân thì dài 18cm và đường kính thì khoảng 16cm. Nặng 350g. Các bạn cố gắng làm đều nhau thì khi gói đòn bánh nó sẽ đều và đẹp hơn nha.
Tiếp theo chúng ta đổ nếp ra rổ cho ráo nước. Xong rồi cho qua thao này. Cho vào đây nửa muỗng canh muối, trộn lên. Cho tiếp nước cốt lá dứa vào. Trộn thật đều nha các bạn. Và cũng trộn nhẹ tay thôi, không thôi nếp nó bị gãy nha. Màu xanh nhẹ như vậy là được rồi nè. Vùng mình ở Mỹ không có lá chuối tươi, nên mình sử dụng lá chuối đông đá. Lấy ra khỏi tủ trước 15 phút cho tan đá. Xong rồi lau sạch và khô ha. Mình xếp sẵn thành từng sách như vậy nè. Thêm một ít lá nhỏ để bọc đầu bánh nữa. Mình chuẩn bị sẵn để khi gói mình thao tác cho nhanh ha. Nếu dùng lá chuối tươi á, các bạn nhớ phơi héo hoặc trụng qua nước sôi cũng được nha. Mình sử dụng dây cô tông để cột bánh. Nếu có dây chuối hoặc dây lạc thì các bạn dùng nha. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình gói bánh nha. Trải lá chuối xuống. Bề mặt xanh đậm quay xuống dưới. Và mình xếp hai miếng chồng lên nhau có kích thước khoảng 40-40. Để chiều dọc của gân lá song song trước mặt mình nha. Sau đó đặt miếng lá chuối khác lên, kích thước nhỏ hơn, khoảng 30-30. Bề mặt lá quay lên trên và bề gân lá theo chiều ngược lại, để khi tháo bánh ra sẽ dễ hơn đó các bạn. Nếu bề ngang lá hẹp quá đó, hoặc lá mỏng hoặc rách, các bạn có thể chầm thêm lá cho kín để khi nấu lâu bánh không bị vô nước nha. Dây cô tông này thì mình cắt sẵn vài đoạn ngắn để cột tạm, thêm một ít dây thun hơi to nữa nha. Thêm 6 đoạn dây chiều dài khoảng 3m2 để cột bánh. Và mình dùng cái khay nướng bánh mì này để hỗ trợ khi gói bánh. Đặt lá chuối đã xếp sẵn vào. Khoảng giữa của lá chuối đặt vào rãnh lõm của khay nướng. Cho một cốc nếp đầy. Đổ can ra cho đều. Cách hai đầu lá mỗi bên là 10cm. Can nếp mỏng ra, độ dày khoảng 1cm. Xong rồi đặt nhân vào giữa. Thêm khoảng 4 muỗng canh nếp lên trên mặt nhân, sao cho lấp bề mặt nhân. Tém nếp hai bên cho kín nhân. Không cần kín hai đầu cũng được, vì chút nữa đó mình sẽ chỉnh sao ha. Tiếp theo mình gấp lá chuối lại, gập 3cm để che mí lá. Xong rồi dùng đầu ngón tay kìm sát đòn bánh và gấp lá lại. Dùng dây cột tạm ở giữa để giữ cho nó đừng bị xúc ra đó. Dùng tay vịn đầu dưới và dựng đòn bánh lên. Vỗ nhẹ cho nếp dẻ xuống. Thêm ít nếp nữa vào để lắp kính nhân. Ém xuống cho dẻ nè. Rồi bẻ lá hai bên đầu, rồi gấp mí còn lại vào. Dùng hai miếng lá nhỏ bịch vuông đầu bánh. Cột tạm bằng dây thun để giữ ha. Đầu bánh còn lại mình cũng làm tương tự như vậy nha. Mình cột bánh luôn nè. Chừa khoảng 10cm đầu dây, bọc xuống đầu dưới. Xong rồi xoay chéo dây vòng lên trên đầu trên. Rồi lòn qua đây. Mình cột gút ở giữa ha. Như vậy mình đã cột dọc đòn bánh rồi. Bây giờ mình cột ngang ha. Từ khoảng cách từ đầu bánh xuống 2,5cm. Mình dùng ngón tay cái chặn dây và quấn tròn từ phải qua trái theo chiều đối diện với mình á. Rồi mình luồn dây qua phía dưới sợi này. Siết lại. Siết vừa tay thôi nha các bạn. Không siết quá chặt, cũng không cột lỏng lẻo quá nha. Các bạn cứ tiếp tục cột như vậy ha. Khoảng cách dây phải đều nhau thì nhìn mới đẹp nha.
Đến đoạn cuối, các bạn bọc dây lên trên đầu trên và cột gút lại. Còn dư dây á, mình làm quai sách để vớt bánh cho dễ ha. Như vậy với lượng nếp và đậu như trên, mình gói được 6 đòn bánh, độ dài 20 và bề tròn thì 25, và 2 đòn bánh nhỏ hơn nữa. Khâu cuối là nấu bánh. Mình nấu bằng nồi áp suất điện Instant Pot nha. Xếp bên dưới một ít lá chuối để nồi không bị xích đá nha. Rồi xếp bánh vào nồi. Với nồi 10 quát, mình xếp được 3 đòn. Mình chịu khó nấu 2 lần vậy. Và mình cho nước vào nè. Không cần phải nước sôi đâu nha. Chế nước đến mức mát của nồi nha các bạn. Xong rồi đậy nắp lại. Đóng van cẩn thận. Tiếp theo bấm nút Mix to. Bấm chế độ nấu áp suất Pressure Level. Chọn lô là áp suất thấp đó các bạn. Chỉnh 4 tiếng. Và bây giờ nồi sẽ tự động nấu. Tùy theo bánh lớn hay nhỏ mà thời gian có thể thay đổi. Đối với bánh nhỏ hơn hoặc nếp được xào chín sơ, các bạn nấu 3 tiếng rưỡi nha. Còn nếu đòn lớn hơn thì khoảng 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng. Với cách nấu áp suất thấp như vậy, ưu điểm là thành phẩm bánh rất ngon do nếp được làm chín từ từ, nở đều và không bị nhão. Kiểu bánh chín giống như cách nấu truyền thống bằng lửa, nhưng không cần phải canh lửa cả đêm nha. Các bạn có thể nấu theo cách nấu truyền thống đun bằng củi hoặc than, thì chúng ta nấu liên tục từ 8 đến 12 tiếng, tùy theo đòn bánh lớn hay nhỏ. Và khi châm nước, các bạn châm nước sôi chứ không được châm nước lạnh nha. Đã đủ thời gian rồi các bạn. Mình mở nắp và vớt bánh nha. Mình cho qua thau nước lạnh để rửa và làm nguội bánh. Các bạn dựng đòn bánh lên để cho ráo nước hoặc mình treo lên cũng được ha. Chờ nguội rồi mình thử bánh nha các bạn. Mình cùng xem và thử thành phẩm nha. Mình lột bánh ra nè. Bánh tét phải dùng chỉ cắt. Bánh mới đứt ngọt và không bị dính nha. Tét những khoanh bánh đều nhau nhìn cho đẹp ha. Mình gói sát đầu bánh vẫn có nhân luôn nè. Bánh đẹp và có màu xanh nhẹ của lá dứa. Khoanh bánh phải tròn nè, nhân nằm ở giữa nè. Mình cùng thử nha các bạn. Nếp dẻo và rất thơm. Bánh dẻ chắc, đậu xanh cùng thịt mỡ béo thơm. Vị hơi mặn mặn. Ăn không cũng vừa, dùng kèm thêm củ cải ngâm đường, ngâm chua ngọt hoặc dưa hành, dưa món đều rất hợp và rất ngon. Các món ăn kèm mình có để link dưới phần mô tả của video, bạn nào thích thì vào tham khảo nha. Chúc các bạn thành công và đón Tết vui vẻ cùng gia đình nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều video mới nhất. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.